như này nè. Trời ơi. Cái ghê hả Linh? Khoan, đây nguyên hiện trường. Trời ơi, nó tới thui rồi anh em ơi. Có nghĩa là đây bùng không à? Đây ông biết nói nè. Ừ. Nãy ra nhiều lắm mà. Trời ơi, cái Linh nữa nè. Cái Linh quá trời luôn. Vô anh em ơi, Linh chộp luôn á, Linh ngồi mà Linh chộp luôn nè. Lỡ cái té à. Chịu. Ô tắng chài luôn rồi nè. Hả? Tắng chài. Ô chắc nó ra trời, ô nó ra trơn quá Linh ơi. Ôi, đừng có rửa, chạy nó. Đất không sao. Ôi. Trời ơi, hay ta chợ luôn ta. Hả? Mấy chai rồi? Chai hả? Nãy mày điện tao là chai xong rồi, chai chờ mày nè. Trời ơi, vẫn chờ rồi à. Cũng được anh em ơi, gặp Linh là ổng khớp liền à. Này ờ nước trong quá dở, trong quá này nó lẹ lắm, trong quá dở lắm. Rồi ông quăng chằng hẳn mà chi nó dướng, rồi dướng cây, rồi dướng cây, rồi để coi bảo đảm ông dướng cây rồi. Ông mùa quăng tròn, ông quăng tròn là không bao giờ dướng. Ừ. Bây giờ con dài ra nó khác với cái bến cũ của mình này. Trời nãy nhiều không? Ơi cá lên kìa, cá lên kìa. Tự nhiên giấc trưa tự nhiên đi chài không? Ông hứng anh em ơi. Hả? Phải ông quan đằng này đâu có. Dạ hết rồi luôn á. Nó không chì phải không? Ồ cái cây. Vậy nó mới trôi đó. Đưa vô bờ luôn. Vô góc á, vô góc nữa đó. Hồi dưới không? Ờ bữa này chạy. Nó kém mà. Nó kém phải chịu chứ. Giờ với trưa đó nè, quay nó cũng hơi khó xem tí anh em. Rồi vô cây nữa rồi kìa. Nãy phải quăng qua đây này chút nè. Đây hả? Ừ. Quăng quá ngay ra cũng được nữa. Mà nó tròn. Nãy quăng dài quá. Vì ông lội đó, lội lên bận. Bận xong rồi Linh ơi. Trời ơi, cực khổ quá. Rồi dướng nữa rồi. Dướng hay nữa hay gì rồi. Trời ơi, chàng hãng chàng hê luôn. Nhóc luôn mà. Chàng hãng chàng hê mà vẫn nhóc luôn. Được không? Vậy đó hả? Ừ. Là được. Trời này ra ngửa bảo đảo luôn. Gì nó hơi rồi ok. Thôi cũng bộ anh em ơi, nhiều lắm. Cây không. Cây không à. Ở chì quán ra. Ừ. Hơn giờ lục bình nó tắp bên, có cái khúc dưới nó tắp hai bên. Gió không ơi. Khúc dưới bỏ hết hai bên không nhận được. Phải không? Bỏ ngay bên anh làm chài đó. Ôi đường có dầu bự dưới hả? Ừ đã nha. Có cái dầu kho anh em. Cá Linh nè. Con này con cá Linh nè. Ừ cá Linh bự ghê không? Ê Linh. Hả? Nó nhảy đây rồi gì vậy? Rồi đâu rồi? Đây. Máy lên chưa? Chưa. Trời này gạch gối thiệt chứ. Cái này vũ hơi lâu anh em, bây giờ trà nhiều quá. Này rồi lấy tắt đi, về thấy cá gì được rồi. Cái này phải hứng gì nè. Không cần quay kỹ đâu, cái trà này mà quay kỹ chỉ. Còn mấy bến nữa? Cá ít mà. Để Linh quơ lại cho anh em xem cái nữa nha. Rồi, không lắp lại rồi.
Rồi nói chung là cái chài này cũng tạm ổn anh em. Cái chài này cá lươn không nổi nha anh em. Ờ Linh bảo đảm được đó đó. Đó đó không ông thấy không? Ông thấy ta chăm tim chưa? Trời nó lự luôn. Vô rồi. Vô rồi anh em ơi. Rồi. Ê ê ê cái này nè. Ừ vậy đó. Còn lủng luôn đó. Chà chà. Còn nó vô nó nó. Rồi lên 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 lên. Hả? Vô rồi đó. Vô 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 rồi. Hồi nãy giờ mới thấy. Ê ê ê. Xem ta. Nãy giờ mới thấy có được cái niềm vui anh em. Đó. Thấy chưa? Nó tung bực bực rồi nè. Ừ. Vô rồi vô rồi. Ê. Lẽ ra lên. Rồi rồi. Trời con cá nó bự nó ra rồi. Nó chạy ra một đường luôn thấy không? Thấy rồi. Ừ. Không biết anh em thấy không hả? Rồi. Trời ơi sao mà lấy ra được ta? Thì... nó chạy một đường luôn. Nó chuối thì nó ra chứ có gì đâu. Chắc vậy quá. Trời ơi con cá. Cũng ghê ta. Nó đi một đường dài tinh dài luôn anh em. Đó. Trời ơi. Sao nó ra được kỳ thế? Ủa ghê không? Hả? Ủa ghê không? Phải gì? Cá bự là không ăn được. Thích thích. Còn cây không mà chỗ chổi nữa đây. Được, có đường có con cá bự mà không ăn được thiệt tình chứ. Ông trời ông mát cái tao thui à. Sao sao? Ủa, có này mà không nhiều ít thôi. Ê ơi. Ê ê ê ê chưa vô trong. Trời ơi, nhóc quá. Nhóc quá. Vô. Tắm cái tường lên thôi. Nãy ra cái đội dữ kìa. Đây. Đó anh em ơi. Biết không? Mày níu tao lại coi. Mười bánh, mười bánh. Có mỗi cóc nè. Nhìn có người cá cóc đã lắm. Này nè, xuống như thế này nè. Ồ để đại đây đi quên. Chỗ này dễ thấy hơn nè. Để im nguyên hiện trường. Ê bạn. Ồ nhóc trên kìa. Khỏi dạch, khỏi dạch. Để im nguyên hiện trường. Luôn. Rồi luôn. Anh em ơi, có mùi xuân trở lại anh em ơi. Có mùi xuân trở lại. Mời ra ăn cá bự uổng thiệt. Ừ. Sao nó ra được ta? Nhiều khi túng lại cái hàng cái lỗ á. Cái đầu nó chui xuống đó, cái đầu nó chui luôn. Tại cái chỗ này ta lội rồi, ở dưới hang mới lớn lớn vậy nè, cái lỗ thứ ổ cá phi á mày thấy không? À, rồi phải rồi. Nó ra cái đường đó đó. Nó linh hứng nha anh em. Nãy giờ mới thấy cái chài này. Quá đã. Ông trời cũng mát luôn. Bảo đảm với mày luôn nha. Ừ. Nếu giờ đừng có ghe, đừng có phà gì nữa đi. Ê, sao mà còn hứng trật lất cái tên này? Chú mấy cái chài dưới cũng hút bạc vậy nè. Phải không? Ừ. Rồi ok. Mà sợ có ghe với cái tàu cũng như không à. Anh em hãy hóng nha anh em. Hãy hóng mấy chài sau nha. Hết biết rồi nè. Dữ dằn lắm. Mà sơ vô máy sao mà vô máy quay thấy nhỏ xíu chú ơi. Ngộ thiệt. Cá nó không. Sao cái sơ tôi để gì đi không chịu nhảy vô. Cái máy này nó không có trình độ chứ sao. Nè yeah. Em mốt mua cái máy nào mà quen cá nửa ký rồi quay lên thành ký. Trời ơi. Vậy mới đúng. Rồi cái đó gần ta đâu mày. Chuyện thật là tốt nhất. Thấy không? Đâu có những chuyện của không nên làm chân thật. Trời ơi. Ừ. Sao kỳ vậy? Ta nói ở đây là thế gian mà. Ừ. Gian là gian manh xảo trá, ghê gớm lắm. Trời ơi. Mình thiệt tình là sống khó lắm đó. Sao mà không chịu nhảy vô nè. Ồ, tắn cái tường dưới đường ít đâu Linh. Chứ còn nó ít đâu. Không nói. Yêu cầu quăng xuống một cái. Ừ, mà... cầm con cá Linh đi coi. Cá Linh nó là lông thần kiếm rồi đó. Yeah. Yêu cầu mà quăng xuống cái. Trong cái á. Ừ, nó quăng xuống cái mà nó tung lên thấy tắn cái tình gúng nè. Ừ. Dạy con thôi là biết cái trời đó nhiều cả. Bởi vì còn quăng em ra rồi rồi. Nên là Vinh quay từ xa nè anh em. Ôi đất, con cá Linh này không dính lưới luôn. Ừ, bự, nó mập. Ít hồn cá Linh ông nội ơi. Biết cái Linh này chứ. Rồi, vô.
vô còn cá cóc. Rồi nó bay vô cái máy, bay vô cái màn hình luôn. Ê, đã một con nữa. Sao nhiều cá quá, kiểm soát không kịp. Đó đây anh em ơi, hết biết không? Bây giờ có cái chài này ngon nhất. Chài này không có máy nè. Đây còn có 6 con kìa. 2 con luôn. 2 con luôn. Rồi. Con kia ta bắt con này. Rồi, nhiều quá rồi nó kiểm soát không tốt anh em ơi. Rồi. Chứ gì á. Đó. Đó, rồi nó văng ra ngoài 3 con luôn. Dậm vô. Này con cá linh nãy nè. Nó biết cá linh. Rồi, ok. Cái này là cá linh không nổi nha anh em. Ừ, vậy chứ nhóc nhớ, đứng qua đây chút. Ừ. Để thôi nó dướng sao nè. Trời ơi. Dướng rồi. Dướng rồi. Không phải nó dướng thì con cá này không dám thấp phải không? Ừ. Dở hơi cao. Thấp xuống thì nó dướng mà cái này nè. Thấp thì quăng nấy hơn. Dạ vậy, tại cục mồi không nữa nè. Không thật. Thường cho những cái đây nè. Sao? Ra rồi. Dạ, con sâu dữ mày. Ơi. Rồi. Ơi. Này chỗ này sâu không không sao. Không vậy, đâu sâu dữ vậy? Trời. Ông nhớ lộn rồi đó. Không, không có sâu. Không sâu dữ nha. Nào quăng qua bên kia nó khác lại hết trơn. Ừ. Bên đây cá bự rồi. Hôm nay quăng ra cá nhỏ. Bên đây là nó quăng bảnh là nó dính không? Dính chàng. Một con. Con đó lên rồi có 2 con kìa, 3 con kìa, 2 con đâu không lẽ vậy. Ê ta cắn dưới kìa, có đang cắn ở dưới á, dính mấy cá luôn đi. Ê nhóc luôn chú ơi. Ừ? Nhóc luôn. Ê xe đây đừng có nhấp kéo vô á cho nó ra đất bớt. Còn ui nhóc luôn, còn lý có lý ổng nó im luôn à. Bởi vậy trời ơi, để nguyên hiện trường giữ chứ, để nguyên hiện trường vậy mà không nghe con nào tống tới á. Được vậy cũng tốt. Ồ không giữ dằn cũng giữ dịch. Để đi, hồi lát mình phủi xuống chứ gì chú ơi. Để mất con dính. Chứ mình nghĩ nó chạy vậy rồi thì sao? Dạ cá hết anh em ơi. Rồi vậy? Rồi xong luôn rồi. Lấy lục bình vô luôn kìa, nó cắt lục bình ra làm hai kìa. Ừ. Ta đang gom gì bởi nó cắt qua đây một phần phải không? Đó, thấy rồi nó dạt vô kìa. Ừ. Đó. Đặc biệt không đây. Cái ghe ông nội ơi. Ai mua kem tí đây. Rồi lục bình thế nào cũng dạt vô rồi, cái lục bình dạt vô rồi chú. Ừ. Rồi xong luôn rồi. Rồi. Người ta yên ổn rồi, người ta yên ổn vậy đi, đi chẻ lục bình vô. Coi đã không? Nó dạt vô phao luôn nè. Thôi xong rồi. Xong rồi. Xong rồi đây. Lấy giỡn chú. Nè mình mới về tươi tới lại hả? Còn lẽ nào? Mới tươi lại có 2 chài. 3 chài không? Hả? 3 chài không ta? Ừ 3 chài. Đây là mang phải có lúc có khó khăn chứ con nè. Có lưới anh em. Không được không? Thấp vô rồi luôn ơi. Hả? Tụi mình thấp vô rồi.
rồi xong. Hên là cái chài này phân sớm chứ trễ chừng 5 phút là xong luôn rồi. Rồi tiếp theo này ơi, chắc đi đây dưới biết sao đây nè. Trời ơi, bỏ ngược rồi. Vậy nè, thằng hút đậu xe là phải đậu vậy nhau. Đậu, đậu qua đó. Bị cái xô nó nghiêng gì bến mà. Bị thất thế luôn ơi. Rồi đi tiếp tục. Con rằng hai chài dưới chài được đi. Chài được chài cũng được đó. Hên là chài, còn không hên là không có chài nào. Rồi ok. Bước ra chút nữa. Thấy không? Con nó dướng rồi dướng. Con nó dính lại miếng đó mày. Thấy không? Nhỏ quá anh em ơi. Rồi có cá. Có không? Có. Tại sao lục bình nó dướng lục bình á nên là con chú con nhỏ. Đó. Rồi. Cá linh. Cá linh ra. Thôi bên kia bắt nhặt nhỏ đó. Ủa cá linh bự gì mới ra được ta? Ngộ thiệt. Trời ơi có con gì bự lên đây. Hả? Cái gì? Có con gì bự bự. Trời ơi. Trời ơi, đã vậy. Ờ, bắt nhạc trẻ nó chứ. Không biết là có thu vô gì vậy? Nhiều lắm. Trời ơi, thì sao con xuống cái vô đây coi. Trời, con gì bự nữa nè. Hả? Con gì bự nè. Sao con ra ngoài được? Hay là cá nhỏ nha ta. Trời ơi, tung lập luôn để tao quẹo anh đó. Mày lấy mày quay. Thôi đây nè, kéo vô đây, kéo vô đây. Vậy thì mày ngồi bến. Thôi, thôi, thôi. Đó, ừ, con đứng xéo đó, con kéo vô đằng nhà đó đó. Cho anh em xem chứ gì đâu. Cá linh nè. Đó cá linh đó, nãy con linh bự gì mà nó ra được đó chú. Ủa ừ, hết không, có linh nó bự thôi chứ. Bể chài ơi. Ủa, cái chài này không bể hả? Cá linh nữa nè. Thôi nhóc luôn rồi chú ơi. Cá linh này biết nói nè. Ừ, nãy ra nhiều lắm mà. Ôi dồi, cá linh nữa nè. Cá linh quá trời luôn. Vô anh em ơi, linh chộp luôn á, linh ngồi mà linh chộp luôn nè. Lỡ cái té à. Chịu. Ồ tắng chài luôn rồi nè. Hả? Tắn chạy, ô chắc nó ra, trời ô nó ra trơn quá Linh ơi. Ôi, đất ơi, trời ơi, trời ơi, để nó chạy rồi. Ê, đừng có rửa, chạy nó. Đất không sao. Ôi, trời ơi, nó đụng vô ta kịch kịch luôn. Ra hả? Ừ. Ôi trời, vô rồi, vô rồi. Hoang hoang, để anh đây. Để đâu? Để, đây, đây, hắn nó dưới rồi. Vậy nè. Để, lại dưới đất đi. Dưới đất là dưới đất kìa, dưới này nè. Dưới này nè. Trời ơi. Cái ghê hả Linh? Khoan, đây nguyên hiện trường. Ừ, nó tới thui rồi anh em ơi. Cái nghĩa là đây, bùng không à? Đây ông ơi, ông. Chưa, từ từ. Bùng không à, khó thấy anh em. Trời ơi, từ trên xuống dưới ông ơi. Thấy ghê hồn chưa? Trời ơi, để nguyên hiện trường. Trời ơi, cái chai này thấy ghê trời. Quá trời luôn. Hết biết rồi. Thấy chưa chú? Ý là con nhỏ đây nha. Để Linh coi có màn hình của nó có dơ không? Có dơ anh em ơi. Ờ, này nè, cái này mới rõ hơn hồi nãy nè. Biết rồi. Trời ơi, cái Linh biết nói chuyện luôn nè. Cá bự bự không à? Nè. Nghĩa là không có cá nhỏ ít. Đường mày được mày qua nè chú. Ừ. Rồi, rồi, thì nôn thì anh em ơi. Ừ, mày đó mày hứng luôn đi. Rồi, thôi vậy chứ không ham sao được. Để nó xô tự nó nhảy vô chú ơi, hơi nào lụm. Ôi, lấy cái chài này lấy vốn lại đuôi đầu rồi lấy vốn lại hết à. Ừ, một đống cá lên em ơi. Lấy vốn nắng nãy quá. Giờ, lấy vốn nãy giờ rồi cái gì à? Hồi nắng hồi mát này quay nó cảnh không đẹp nha anh em. Sao mà cá chứ không chịu vô nè chú ơi. Nó nghe lời con. Quá tài à. Ôi ơi, cái chài ông ơi, không tưởng tượng nổi luôn cái chài. Coi này vô tự vô nè anh em. Linh nó đúng không, tự nó vô này nha. Tới đó nó không chịu nhảy vô ta. Rồi, mấy cái trôi luôn á. Ồ cái chài này mà đừng có hẹp tốt như thế nha. Trời ơi, cái này mà gặp sư phụ của anh Điệp rồi rồi. Ông giải quyết cái đây rồi, ông nghiền luôn. Bằng một cái một rồi rồi. Quá trời quá cá. Rồi. Không chưa nhảy vô. Mà nắng thì quá trời nắng luôn em ơi. Hai cái mày qua mày. Phải không? Ừ, hai cái mày qua bự. Hai con. Chỉ tôi nghe nó bực. Nó còn tới ra nó không ơi. Hai con gì vậy?
người lùi hết trơn rồi lên đó mày cho vậy. Gà ý gì mà còn gà đâm vô giò ông nhóc giò luôn rồi. Đâm giò luôn á. Bởi vì gà vô giò là cũng bộ lắm đó. Ông kéo vô kéo vô bờ, kéo nằm luôn, ốp vô bờ gà không ai dở lên chứ đừng có kéo đứng. Rồi luôn cái chài này mấy con cá linh luôn. Bởi vậy. Khổ nắng. Nắng giờ. Không thể tưởng tượng. Cái này nắng không dữ mà hầm. Trời, nắng mà không chịu không nổi. Linh chịu không nổi luôn anh em. Trời ơi. Giờ rồi. Đây Linh lấy cái áo Linh chùi cái nha anh em. Chùi cái đỡ. Quá khát nước chú ơi. Dài nữa xong rồi. Chài nữa phải không? Giá chài nữa rồi. Chạy nữa, chạy được đi. Vô. Để vô mà còn ra nữa không? Quá trời ơi. Quá trời quá đất. Hồi nãy buồn quá không? Giờ cười nè. Trời ơi, hai cái qua một tháng. Ông biết sao cái bến này nhiều không? Bến này sâu hậu. Mày dánh này Vinh rồi mày Linh. Bây giờ cái bến này sâu hậu nè. Rồi mày Linh, cái Linh anh em. Cái bến này hôm nay chạy lần nào cũng trúng. Có, nó sâu hậu quá. Nên là tàu nó chạy không nhúc nhích gì nó hết á. Có lục bình. Ừ. Ừ. Nghe không? Tàu nó chạy á. Không, không. Không ảnh hưởng. Này cái eo quá lớn mà. Trời ơi, sách không nổi luôn. Trời ơi. Không biết tưởng tượng nổi luôn anh em. Cái muốn gần nửa xô. Để còn có nước hay muốn nước thêm lên ơi. Biết rồi chứ. Ừ, đã gì đâu anh em ơi. Phải chài nào như chài nãy hay gì ha chú. Chài nào như chài này đâu có giải được nhiều. Bốn chài hay gì rồi. Ừ. Quá. Trời ơi, nắng không hầm nó khát nước. Gặp hai cháu cháu không có sửa cái lộn lỗ đây ông bận đánh trời ơi nguyên ổ luôn chà bá luôn tự nhiên hết chuyện đậu xe chỗ này không có gớt con nào không nè không khô queo luôn rồi chú ơi nè nó khô không có miếng nước nào luôn rồi nè ừ. Nước đi. Ờ, để Linh đi múc nước cho con chú cái anh em ơi. Ồ, lỡ lại lặn múc luôn mẹ đưa đây. Ờ, còn có con chài cuối cùng nữa mà. Ừ. Rồi. Không làm Linh quýnh hết trơn. Rồi. Đây nè. Ổ nguyên ổ bận nó dây luôn em đó. Đầy luôn rồi. Ờ, nó dòm chú kìa, nó xe xe kìa. Trời ơi. Rồi, đi chú ơi, nó xe rồi. Rồi. Công tình nãy giờ ngồi nãy giờ nha anh em. Okay. Quá đã rồi. Ê nó ụt ụt ngoài đây. Dưới không mày, coi phụ nha. Không. Ê cái ghe bự lắm nha. Rồi. Tùm hết rồi. Quá đã rồi, đỏ. Không. Ừ. Gì không? Đỏ. Đỏ. Trời có Linh. Trời cái Linh bự dữ à. Đỏ. Ủa sao cái Linh bự nó ra được ta? Ôi. Trời ghe thấy không Linh. Trời ơi, trời bởi vậy, hên đó. Hên, hên là nó vừa trống á. Ừ. Trời ơi, cái ghe này chạy không nổi luôn à. Vậy quá thấm. Quá trời cái ghe. Ừ. Ghe à lên. Ê, đừng có kéo, buông không luôn, buông ngay cho nó tạo giật luôn đi. Cho tạo giật theo luôn đi. Quá thấm rồi. Dạ. An Giang. Từ An Giang mà xuống đây chở lúa luôn đó nha. Không lẽ cái bến này hết chuyện sổ rồi Linh. Rồi. Thì nghe rồi, hôm nay để ý giải bến này không có nhiều nữa đó. Lâu quá hết rồi. Đó. Còn. Ừ, lâu quá hết rồi, tại vì bến này nó không có bùng phải không? Ừ. Nó không lẽ. Đây. 3 con. Đây, cái mày Vinh bự. 4 con. Ê, 5 con. 5 con. 6 con. Ê. Trời ơi, đừng giỡn nha. Đừng giỡn nha. Trời ơi. Ừ, có mùi Vinh bự không? Rồi,
tắng chài nữa. Dinh bự gì mà lên má nhìn như chết rồi. Rồi đi rồi, nguyên khúc đó luôn rồi, tắng nguyên khúc đó luôn rồi. Nguyên khúc luôn. Rồi. Nguyên khúc mà dưới này không có con nào tên gì nè. Ê. Ê ê. Nói sao à? Ủi sao kì vậy? Lên cái, lên cái, lên cái. Sao thấy gì đâu hả? Tại cửa cũng rửa rửa chài luôn nè. Cũng nhiều chứ không hết đâu. Cũng được cả mấy chục con à. Đây ha, quan kia. Cho nó mát mà. Ok. Ê. Cũng được, 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 được. Lên đây rồi nè, nè. Đây là tắng chài nè. Ừ. Ok, à. Ok. Dạ. Yeah. Cái khúc hồi nãy á. Ừ, nãy đó. Cây 2 4 6 8. Còn chưa thấy ở ngoài không là 8 con rồi đó. 8 với chùm đó nữa nãy 5 con đó hả? Là 13 con rồi. Này chắc có khoảng 20 con được. 20 hơn 20 gì đó. Giờ con với chú cá không? Ừ. Chơi không? Cá cà phê tiếp. Cà phê ấm chưa chung con đó nha. Chung rồi mà. Chưa à. Cái linh bên ơi. Bữa nay cái linh nhiều quá. Nãy giờ tao gửi tao nhớ mày mày là hình như khoảng chục hơn chục rồi đó. Bởi vì kêu chú mua chài 2.500 đi. Không chịu. Con này con mày dẫn. Nhiêu ơi. Nãy giờ nãy đếm nhiêu qua đây. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 với 3 nhiêu? 17 con. Gì nó 20 con. Con này thả lại nha anh em. Một chài như đó là cũng vinh hạnh lắm rồi đó Linh. Thiệt, vì mỗi lần mình quay chài có 7, 8 con mình còn quay mà. Ừ. Giờ 17 con chê. Tại nay nhiều quá phải chê chứ sao. Cái chài kia thấy quá nhiều. Đã không em? Chài cuối cũng có lý quá chứ. Rồi đó vô đi, đưa đây tao giặt chài luôn coi. Cho cái bến này cũng ngon lắm nè mà tại lâu quá. Rồi kết thúc video anh em ơi. Về ổng đi ngủ uống cà phê. Về đi uống với ổng nè. Đây anh em. Anh em đón cỡ mấy ký đây. Trời đất ơi, thôi cái này nhiều hơn bữa hôm qua nữa rồi. Nhiều hơn không? Nhiều hơn. Đúng không ta? Ừ, qua lưng hơn. Ờ rồi, tính là bữa nay tiêu đời rồi phải không? Ừ. Mà không ngờ anh em. Ừ. Quả đã luôn. Dần nữa. Ừ. Trúng mánh sao, trúng mánh con chài mà nó nhiều. Trúng gọi là bất ngờ. Ừ. Rồi không chào tạm biệt cái anh em cái rồi đi. Hả vậy? Rồi ông nôn quá ông đi rửa giật chài anh em ơi. Rồi giờ Linh kết thúc video đây. Hẹn cô bác anh chị lại cái video sau nha. Anh em nào mà chưa đăng ký hay đăng ký nhấn chuông để ủng hộ Linh và chia sẻ video cho những người cô bác anh chị chưa biết đến Linh, biết đến Linh nhiều hơn nha cô bác anh chị. Linh cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều. Ê, hình như đầu video hai chú cháu chưa chào. Đầu không chào, đuôi chào cũng được thôi đó. Quên rồi. Đâu bậy vậy? Rồi giờ tạm biệt quý vị ơi. Bữa nay tính sương sương chơi thôi, không ngờ thắng lợi mạnh nữa. Rồi xin chào. Rồi ok. Rồi sao cà phê pháo hay gì? Thôi con về chú ơi. Về chắc có lúa thóc rồi sao? Chắc chưa mà. Biết đâu là bữa nào đi. Ai biết. Chứ giờ không lẽ không cắt. Thua luôn á. Bởi vậy tính sương sương nha. Không ngờ quá sương, hơn sương này. Rồi ơi. Không không. Rồi rồi.